Trước này hôm qua em đăng ảnh lên thì có bác trả em 100 triệu. Nhưng mà 100 triệu thì chưa thể ra được các bác nhé. 100 triệu thì thợ bọn em còn không thể nhập nổi đây. Cộng thêm mấy chục nữa thì mới nhập nổi đây. Thì các bác làm sao mà mua được chiếc xe Innova mà lại có trăm bạc thì làm sao mua được các bác. 2008 bác nhé, form mới này. Xe thì nên full đồ chơi rồi. Dàn lốp Michelin nhá, dàn lốp Michelin cực kỳ là đẹp luôn. Còn rất là dày này. Đây các bác này. Đấy, bác mua xe này lợi nguyên dàn lốp mới tinh. Đây, có tem này, có tem đầy đủ nhá. Đấy, có đèn bi này. Khám đăng kiểm dài đến tận tháng 6 sang năm. Đây, form mới 2008. Một mẫu xe rất là rồng có đá của thương hiệu Toyota. Đây các bác này. Khám đăng kiểm này. Bộ tem rất là đẹp luôn. Form mới. Cho các nào cần tìm xe khởi nghiệp đây, tài chính bỏ ra thấp, đầu tư thấp, vốn cực kỳ thấp luôn, có 150 củ thôi. Đấy, chiếc này em bán là 150 triệu nhá. Đấy, bác nào quan tâm thì cứ alo cho em. Đây, 150 triệu em bao gồm phí rút hồ sơ, có hai dàn lạnh này, màn hình siêu to khổng lồ luôn nhá, màn hình khóa khiển. Đấy, một chiếc xe gầm cao 8 chỗ ngồi, một mẫu MPV cực kỳ là nổi tiếng của thương hiệu Toyota. Mẫu xe này thì các bác chạy đồi núi cũng rất ok luôn, bởi em nó được thiết kế cầu sau máy dọc nên là đẩy rất là khỏe nhé. Cầu sau thì bao giờ đẩy rất là khỏe, đẩy cực kỳ khỏe luôn. Gầm đây cho các xem, gầm không có mục ngọt thì rất là chất, là nốt này. Máy gầm của chiếc xe này thì bên em cam kết là bao chất nhất thị trường luôn nhé, chất không đối thủ. Đây, form dáng này, sơn si đây. 2008 số sàn 2.0 phiên bản là máy xăng các bác nhé. Độ kinh tế thì chắc chắn là những mẫu xe Innova này thì không có đối thủ về độ kinh tế tiết kiệm rồi. Một dòng xe tiết kiệm nhất phân khúc MPV máy xăng. Đấy, các bác không thể tìm được chiếc xe MPV máy xăng nào mà có thể lợi xăng hơn chiếc xe Innova này. Nên mẫu xe này luôn luôn là lựa chọn cho anh em dịch vụ, chạy dịch vụ thì khá là ok. Vừa lành tính, phải sửa chữa rẻ, mà đặc biệt là em nó thì đi thì rất là lành, đi đường dài thì quá yên tâm. Đây, cho các bác xem qua phần khoang máy này. Máy móc thì dầu mỡ bác chủ xe cũng vừa bảo dưỡng lại tu lại. Dầu mỡ, đấy, các bác không phải thay dầu móc, thay dầu nhất cả nhé. Đấy, máy thì siêu chất luôn, cực kỳ chất luôn, khô. Máy nổ êm, không hơi thừa các bác nhé, khẳng định chất không hơi thừa. Đây, máy thì rất là chất luôn, êm, không hơi thừa. Với tầm tài chính có 150 triệu đồng cho mẫu xe Innova 2008 này, quá rẻ luôn các bác. Mọi người quan tâm thì cứ alo cho bên em nhé, 0354 152 888 để được biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn quý vị.